Em Quỳnh ô tô cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay review cho các bác một con xe Vios sản xuất 2011 nhá. Con này bản e xịn nhá, không taxi dịch vụ. Nhưng mà giá nói ra anh em bất ngờ luôn. Giá đúng 162 triệu anh em nhá. Vios 2011 bản e xịn mà có 162 triệu. Bây giờ 162 triệu lý do là vì sao nó rẻ? Thì nói thật với các bác là con này đã bị lật rồi nhá. Lật thì lật là không phải lật nặng đâu, nhưng mà nói chung là kiểu là nhà bác này, bác ở gần cái mương ấy, nên là đi tay lái non thế là đi nó sệ cái đất xuống lật thôi, chứ còn không phải là đi ngoài đường tay lạn nha anh em nhá. Giới thiệu qua cho anh em xem này, đèn đóm thì đẹp này, long lanh rồi, lốp nắp thì mới ở dàn rồi. Con này bản e Nimo, không phải Nimo anh em nhá, e xịn này, phanh đĩa niếc đầy đủ nhá, màu đen cực chất luôn rồi. Anh quanh bỏ ra hơn 100 triệu thôi bản e. Nói chung là em nói luôn từ đầu là nó bị lỗi thì nó mới có giá đấy, chứ không bình thường nếu mà để bản e 2011 mà xe không lỗi nó rơi khoảng tầm 240 anh em nhé, là mình tầm này là mình rẻ hơn tầm khoảng 100 triệu đấy. Tắp đi cánh cửa này đẹp long lanh luôn này, nội thất này, nội thất con này màu kem anh em nhé, trần lên trần 3D rồi. Xe đây quá là chất luôn, màn hình đầy đủ này, tay phanh đây anh em nhá, cần số này đẹp, màn hình to luôn rồi, màn hình đã lên màn hình to rồi anh em nhá. Xe là quá chất rồi. Vô lăng này, vô lăng đời này thì nó lên vô lăng méo rồi anh em nhá. Nói chung là con này thì vô lăng thì nó hơi xấu một chút anh em ạ. Đấy, những cái này thì nếu mà bác nào lấy thì về mình làm lại một chút cho bọc này lại là được. Nhưng mà loanh quanh cửa tiền hơn 100 triệu thì bản e thì không taxi vụ mà như này quá rẻ anh em, nếu mà thiện chí mua thì là hợp lý, vì là xe nói tay lạn thì cũng không phải hẳn tay lạn, mà kiểu là nhà bác này bác ở gần cái mương ấy, nên là mới đất kiểu đất mềm ấy, nó đi cua nó mới đặt thôi, chứ không phải là tai nạn ngoài đường đấy, nói thật với các bác thế. Đây, nút cục xòe gương đầy đủ này, chỉnh gương này, kính hết rồi, sàn thì sàn cao su. Tắt đi cánh cửa sau đây anh em này, quá đẹp luôn. Nội thất con này thì miễn bàn rồi, nhìn nó chất đấy, anh quanh hơn 100 triệu thì để mà nói chung là được rồi anh em ạ. Đây, phanh đĩa này, em có phanh đĩa anh em nhá, ABS bốn bánh luôn, lốp lắp thì mới cả dàn rồi, xe thì là chất luôn rồi. Anh quanh cửa tiền này đố anh em kiếm được đâu có đấy. Đèn này, đèn này mới hết rồi anh em nhá. Đèn này, hai cái đèn này là thay mới, vì là bác lật xuống cái rệ đấy là nó bị lứt, nên là về là em thay hết mới luôn, hai đèn mới luôn. Biển con này thì là biển Hà Nội anh em nhá, biển Hà Nội, nhưng em rút hồ sơ rồi, anh em nào vào chỉ được sang tên thôi, biển gốc nó là Hà Nội anh em nhá. Quá chất luôn này, phanh đĩa này, e này đẹp luôn này, cua lốp kia các vẫn đẹp luôn anh em nhá. Nó chỉ chẳng qua là con này nó bị lật thì là dính ở tí cột này thôi này anh em này, dính ở một cái tí cột này với bên kia với hai cái đèn đít là lật, nên nó bị ở dính cái đấy thôi. Nhưng máy móc vừa là zin anh em nhá, không chưa một con ốc nào ra luôn, máy móc thì zin luôn, 2011 máy móc zin luôn. Mỗi cái là đúng đây em tả thật đấy các bác, mà cảm thấy là trông trước được, mua được mấy cái giá tiền đấy thì nó bằng con limo 2.8 2.9 thôi. Đâu, 2.8 nó cũng phải gần 200 thì hai chỉ 2.7 2.8 đúng không? Tầm 2.7 2.8 đánh quanh bảo 162 triệu thì anh em mà kiếm đâu ra được cái mẫu xe như thế này. Chẳng qua là nó bị lật rồi thì tả thật cho anh em để anh em biết, ông về là bảo bán xe thế này kia em không thích. Đấy. Con này là biển gốc Hà Nội nhá, em rút hồ sơ rồi. Đây lổ máy cho anh em xem này. Bản e mà này 2011 mà lại có hơn 100 triệu, nghe nó vô lý nhỉ. Đấy, để phát lổ ngay anh em nhá, riêng dòng Toyota để phát lổ luôn. Máy móc thì zin rồi, máy đây anh em nhá, anh quánh máy lổ thì thầm này, máy đổ thì lúc nào em để điều hòa nhá. Đấy, êm chưa anh em này, êm chưa anh em, nhìn này, trên máy miếc này, máy móc zin luôn nhá, đánh dấu máy vẫn còn này, máy móc zin luôn này, gầm bệ con này thì ok luôn, nó chỉ dính đúng lật thế là bị cột kèo tí thôi, chứ còn máy móc thì chưa động đến này,
Và thực ra anh em bảo là cái xe quan trọng cái máy mới gầm bệ chassis rồi, chứ còn để mà bệ lật thế thì nó bình thường. Đấy là nếu mà anh em nào hiểu về xe thì là ok, còn anh em mà không hiểu thì nghĩ là xe tai nạn, nhưng mà thực ra nó không phải đâm nhau hay là tai nạn quệt ở ngoài đường, mà chẳng qua là dính ở cửa nhà là như thế thôi. Đấy là em tả cho anh em xem để biết cái tình trạng xe. Lanh quanh cửa tiền hơn 100 triệu đâu, 162 triệu. Anh em có mẫu xe bản E211 nên vô lăng méo rồi anh em nhá. Con này là gốc Hà Nội, em đã rút hồ sơ rồi, anh em chỉ việc sang tên thôi. Anh em ở tỉnh nào thì chỉ sang tên, nếu mà Hà Nội thì mất khoảng 20 triệu tiền biển, còn ở tỉnh khác thì nó mất gần chục triệu. Thì cái đấy là em hỗ trợ luôn cho anh em rút hồ sơ nhá, còn sang tên anh em về tự sang nhá. Đấy, lanh quanh 162 triệu. Anh em là nhanh tay thì còn xe này em sợ em đăng lên là có mất xe luôn vì cái giá nó quá rẻ. Nhưng mà tình trạng xe thì nói thật luôn các bác thế. Anh em nào kết thì cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại em là 0966 862 666. Cảm ơn tất cả các bác xem video của em nhá.